Từ khi mình rời bỏ con Casio cũ rưỡi này, mình cảm thấy cuộc đời mình nó không màu hồng anh chị. Nhưng mà cái siêu phẩm đẹp 400% như vậy mà anh chị không nhìn thấy trời. Đây, cái dòng máy trên tay em là ZenBook mỏng dính luôn anh chị. i7 chip H nha, thế hệ 13, 13700H, RAM 16GB, ổ cứng 512GB. Quan trọng là cái màn hình của anh nó màn hình OLED 2.8K cực kỳ đẹp. Em hy sinh, anh chị thấy không, làm dâu trăm họ. Hy sinh liên tục, mỗi con máy mà em cường khui ra mà để cho anh chị xem mẫu là em cường sẽ giảm 5 xị ha. Ngoài ra ai mà đeo Apple Watch còn được, em cường giảm 300 đó anh chị. Cứ đến cửa hàng em cường đưa cái Apple Watch ra, nói anh đeo Apple Watch nè, chị đeo Apple Watch nè, thôi ngay cho anh chị 3 xị liền. Ai anti á thì anh chị chẳng mất miếng thịt nào hết, nhưng mà riêng em cường mà đã yêu thương anh chị đeo Apple Watch rồi á là em cường sẽ giảm ngay 3 xị đó. Bởi vì em nói nha, tình yêu lúc nào nó cũng hơn sự anti hết. Yêu thương vô bờ bến là phải có một hành động thiết thực liền. Trên tay em cường á là cái con Asus Q420VA anh chị, một cái siêu phẩm mà từ khi em nó ra mắt đến bây giờ là độ nóng không bao giờ ngưng hết anh chị, độ tăng liên tục luôn. Anh chị nghĩ đi, một cái con máy đẹp như vậy nè, đó nhôm nguyên khối nhà CNC cắt nét rất là đẹp luôn, màn hình 2.8K, i7 13700H nha, chip H cực kỳ khỏe luôn, nó chỉ có 21,5 củ à, còn được em cường giảm 300 nữa tại vì đeo Apple Watch đúng chưa. Đó, bởi vì em nói anh chị là cứ tự tin ha. Riêng em là em từ bỏ cái con Casio cũ rưỡi luôn là biết rồi, không bao giờ em quay trở lại với con Casio đó nữa. Từ nay Apple Watch màu hường lúc nào trên tay em cường, máy new 100% nguyên siêu, anh chị tự tay đập hộp nha. Cấu hình em này thì phải nói là quá mạnh để cho anh chị làm bất kỳ cái tác vụ nào, ví dụ như văn phòng nào kia nè, à đồ họa nhẹ nhẹ đó, ví dụ như cắt những cái đoạn video ngắn ngắn mình ria hay là cắt kết TikTok gì đó thoải mái luôn ha. Đó, màn hình 2.8 ra thì anh chị biết rồi, rất nét. Anh chị nhìn đi, đường cắt của em nó ha, đó, hơi bị quyến rũ luôn. Mấy cái hàng mà nó vừa đẹp nó vừa giá hời như vậy nè thì em nói với anh chị là trên thị trường nó không có nhiều, nó không có nhiều mã đạt được yếu tố này đâu. Thành ra khi mà em cường review lên đây á thì mình phải lựa chọn chứ, đâu phải cái nào mình chụp vô mình cũng review, mình đâu phải là mình phải biết nhìn nhận chứ, chuyên gia mà, chuyên gia là phải đem đến những cái giá trị cốt lõi cao nhất dành cho khách hàng mình tại cái thời điểm đó. Còn anh chị nào mà đeo Apple Watch nha thì cứ chậm chân cũng được không sao hết, tại vì sao, em chơi đến Tết nửa năm với anh chị luôn đó, giảm đến Tết nửa năm luôn, thành ra là anh chị chứ không có sợ em cường hết giảm đâu ha. Ok.